Ông ơi, không biết thằng Lộc nhà mình nó trốn ở đâu suốt 3 tháng nay mà bắt vô âm tín. Mỗi lần nhà bên kia người ta lo việc cho thằng Nam là lòng tôi lại đau như lửa đốt. Ông ơi, ông sống khôn thạc thiêng, ông hãy gọi nó về cho tôi với. Ông ơi. Ôi chào ơi, cụ là ai? Cụ vào nhà tôi có việc gì thế? Ôi Lộc, con ơi, con đi đâu mà giờ mới chịu về với mẹ thế này? Thì vừa con đâu? Đó bữa nay nó vẫn làm mà, bí thư đoàn xã sao mẹ? Ừ, dạo này vừa con đi họp hành suốt, mà này, lần này con về là đình. Dạ đúng rồi, lần này con về đấy á, là để xin tiền mẹ, vừa con lại chỗ lít giúp, con sợ lắm mẹ rồi. Không được đâu con ơi, vợ con thì làm bí thư đoàn xã, mà con là chồng nó, con lại đi làm những việc tay trời. Con ơi, con hãy nghĩ cách khác đi. Con sợ lắm mẹ ạ, bây giờ họ đồn con là kẻ trụ đến người vượt biên trái phép, là kẻ liếm đời giết người. Con sợ lắm, bây giờ con đương cung rồi mẹ ạ. À, mà thế rằng này có ai quá nhà mình, ta hỏi gì con về mẹ không? Không con ạ. Chỉ có các chú công an già đến vận động mẹ, động viên đưa con ra đầu thú. Mà mẹ thì có biết con trốn ở đâu đâu. Ôi con, có người, con. Mẹ ơi, mẹ. Ôi, con. Mẹ, con mẹ chưa ngủ à? Thế. Ừ. Dạ. Ơ, có ai vào để nhà mình nhà mẹ? Làm gì có ai đâu, mẹ ở nhà một mình. Đây này, có ai vào để nhà mình? Điều thuốc con một đây này. Ai vào để nhà mình vậy mẹ? Này. Thằng Lộc chồng con, nó về. Ai? Anh Lộc nó, à? Nó trốn trong buồng. Anh Lộc! Anh Lộc ơi! Anh Lộc! Mẹ cái mồm thôi. Thì nhà mày có khỏe không? Anh thử nghĩ xem em có khỏe nổi hay không? Anh nghĩ đi, anh đã làm những việc gì? Anh đã gây ra tội gì? Đã vậy anh còn bỏ trốn nữa. Tao nghèo quá rồi, có gì để mất nữa phải suy nghĩ. Mày thấy đấy, bây giờ họ đồn ông tao là kẻ rủ lên người phân biến trái phép, là kẻ giết người có phải không? Không, không ai nghĩ vậy đâu anh ạ. Thôi. Hôm nay tao về đấy á là để xin tiền mẹ, rồi tao lại đi thôi. Đồng thời, tao xin mày cái chuyện chuyên này để tao bán, tao trốn, tao vượt biên cũng được không? Không, em thể cho anh được, em thể để anh tiếp tục mắc sai lầm nữa anh Lộc ạ. Mày không cho tao được không? Mày không cho tao, tao cho mày cái này được không? Ê, anh định làm gì vậy con? Tao được giết tao. Đừng mà anh, đầu thủ đi mà anh. Tao đưa cung rồi. Chào anh. Mời anh vào nhà. Tôi đến để thăm hỏi gia đình. Cô Hồng này, chiều hôm nay có một đối tượng lạ mặt lẻn vào khu phố nhà mình. Người này thân hình không cao, cũng không gầy. Nhìn qua thì có vẻ là già, nhưng nom kỹ khuôn mặt lại còn trẻ đấy cô Hồng ạ. Việc này thì tôi cũng chưa biết, nhưng mà tinh thần cảnh giác của bà con khu phố mình cao lắm. Anh đừng có lo. À, anh Trung này, tôi cũng nói với anh một chuyện. Ô, chào chuyện anh Lộc. Chào chú. Dạ, tôi đến chào nhà tôi có việc gì thế? À bác ơi, theo như cháu nhớ ngày mai là tròn 100 ngày mất của anh Nam. Thôi ơi, chú ơi, chú đừng có nhắc đến cho mấy ngày nay là tôi nổ ruột nổ gan đi. Dạ, xin lỗi gia đình vì cháu đã vô tình nhắc lại chuyện này. Giả mà ngày đó Lộc không dài dột bỏ trốn thì bây giờ cũng chưa muốn đâu bác ạ. Ngày đó Lộc rủ rê Nam vượt biên trái phép bằng đường biển đi ra nước ngoài làm ăn phi pháp. Trên đường đi, Nam bị bọn xấu hành hung dẫn đến tử vong. Mà Lộc chính là nạn nhân liên đới trong vụ này đấy, bác ạ. À. Anh ơi, như vậy trường hợp của chồng em thì có bị tội nặng lắm không hả anh? Gia đình cứ bình tĩnh. Để cho gia đình bớt dây dứt, nếu có biết anh Lộc ở đâu, hãy khuyên anh ấy ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cán bộ ơi, đầu thú, với đầu thú con tôi có phải chịu tội nặng lắm không cán bộ? Thưa bác, tội nặng hay nhẹ? Còn tùy thuộc vào hành vi vi phạm, thái độ cùng sự thành khẩn của anh Lộc nữa, bác ạ. À. Bà Hiền đâu? Này, tôi sáng đấy để nhắc cho mẹ con chị biết, ngày mai là trời 100 ngày mất của thằng Nam. Thì thằng con vì từ của chị đã có thông tin gì chưa? Hay là đã con nhờn nhớ bấy ngày ngoài kia? Bác ơi, bác cứ bình tĩnh. Mẹ con cháu cũng định ngày mai sáng nha bác. Còn về chuyện của anh Lộc, anh ấy làm sai thì anh ấy phải chịu tội thôi bác ạ. À. Mẹ con tôi trăm lời ngàn lời bác ơi. Khổ thân thằng Nam con tôi, nó theo thằng Lộc con chị và một số người nữa lên việc tàu để đã biệt. Chẳng biết lời quá tiếng là gì, mà chúng nó đánh thằng Nam đến chết, rồi vứt nó xuống biển. Đến nay vẫn chưa tìm được chẳng.
Còn thằng Lộc con chị thì mới được vào bờ, trốn về Việt Nam một cách an toàn lành lặn. Trời ơi, con tôi. Nam ơi. Bác à. Xin lỗi bác. Bác cứ bình tĩnh bác ạ. À. À, mới chẳng có cán bộ ở đấy. Như thế, thằng Lộc có đi tu không à chú? Thưa các bác, đã sử dụng người khác vượt biên trái phép là có tội rồi bác ạ. Hành vi vi phạm của anh Lộc được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 275 Bộ luật hình sự, cụ thể như sau. Người nào tổ chức cho người khác vượt biên trái phép hoặc đi ra nước ngoài làm ăn vi phạm nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 91 của bộ luật này thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù giam. Dạ thưa bác, trong trường hợp này Lộc chính là nạn nhân liên đới đấy bác ạ. Bác ơi, mong bác tha lỗi cho thằng con tôi. Con dài thì cải mang, mong bác tha lỗi cho con tôi. Đừng có bắt nó đi tu mà tôi. Bác Toàn tôi ơi bác. Cháu xin bác. Giờ chỉ có bác, chỉ có bác và gia đình bác lên tiếng mời cứu được anh Lộc thôi bác ơi. Cháu xin bác, xin bác. Bác cứu anh Lộc, bác cứu chồng cháu với bác ơi. Tôi đã mất thằng Lam ra đây. Nếu bây giờ chị và cháu mất thêm thằng Lộc nữa thì tôi thật nhận tâm. Thôi, chị và cháu hãy tin tôi, bảo cháu nó đã đầu thú, tôi sẽ giúp nó và gia đình. Bác ơi, bác đừng nghe cháu ngay hết cả đâu. Tắm lên vài lần cháu đời ơn bác. Chị bác đã lời cho cháu ạ. Chị vì ham với nhòa, chị vì ham tiền. Cháu đang xin lời một môi giới để cái ra nông nổi này. Cháu xin bác tha lời cho cháu. Anh ơi, anh không thay tôi lời đi ạ. Tôi đã biết mình phải chịu trách nhiệm được pháp luật đâu. Anh không thay tôi lời đi. Anh đừng lên đi. Khi anh đã nhận ra lỗi lầm thì không cần phải còng anh lại để làm gì cả. Bây giờ chỉ cần anh cùng tôi ra ngay trụ sở công an làm cả thủ tục để ra đầu thú, thế là tốt rồi anh Lộc ạ. Cháu ạ, bác nghĩ pháp luật sẽ luôn khoan hồng. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ phải đau khổ rồi. Vợ ơi, anh sai rồi. Thôi, em đưa anh đến trụ sở công an đi. Anh à, nhẹ nhõm rồi anh à. Anh nhận ra lỗi sai của mình như vậy là tốt rồi. Mọi sự hối hận không bao giờ là muộn cả. Các bạn trẻ thân mến, qua câu chuyện của gia đình tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn rằng di cư lao động nước ngoài là một quyết định quan trọng. Bởi vậy, các bạn cần phải tìm hiểu kỹ các thông tin, bàn bạc kỹ với gia đình, lựa chọn con đường di cư đúng đắn để đảm bảo an toàn cho chúng ta. Nào, tất cả chúng ta hãy tìm hiểu kỹ càng, di cư an toàn, vô vàn tài lộc.